Chỉ bằng một câu hỏi đơn giản mà một cửa hàng bún bò Huế có thể tăng doanh số lên đến 27% Hôm nay thì mình có đi ăn bún bò Huế tại một cái cửa hàng ở ngay đầu đường Trung Kính Thì cái quán này có một cái điểm rất đặc biệt và mình muốn chia sẻ đến cho các bạn Và mình biết đâu là cái sự chia sẻ này có thể áp dụng cho chính công việc kinh doanh của các bạn Sau khi mình đến cửa hàng thì bắt đầu là mình đi vào bên trong thì có một bạn nhân viên nữ ra cầm theo một cái menu và hỏi là anh dùng ở bên trong hay là bên ngoài Tại vì cửa hàng này họ bán cả ngoài vỉa hè mà Và sau khi vào trong rồi, mình chọn vào trong Thì bạn đấy hỏi là anh dùng tô bình thường hay là tô đặc biệt Do là vào buổi tối cho nên là mình chọn tô bình thường Và tiếp theo đó thì bạn đấy hỏi là anh dùng thêm quẩy hay là dùng thêm cái gì ấy, Mình không nhớ, nó có nghĩa là nó có thêm một vài offer nữa Thì mình không nhớ thì mình không ăn quẩy cho nên là mình không lựa chọn quẩy và sau đó thì bạn đấy hỏi là anh có dùng thêm coca, dùng thêm bò húp hay là dùng thêm nước ngô không? Thì cuối cùng là mình chọn nước ngô. Và tổng kết hóa đơn của mình là 55.000 bát bún bò Huế và 15.000 cái chai sữa ngô kia, tổng là 70.000. Và các bạn để ý cái cách thức hoạt động của cái cửa hàng này rất hay. Đó chính là người ta áp dụng cái công thức hai chọn một. Ban đầu đấy, người ta hỏi là anh ngồi bên trong hay bên ngoài? Ok, mình chọn bên trong. Sau đó thì người ta lại hỏi tiếp là anh chọn tô thường hay tô đặc biệt? Thì chỉ có hai lựa chọn thôi mà. Thì đây là mình chọn tô thường nhá. Chứ nếu mà mình chọn tô đặc biệt ấy, thì nó sẽ không phải là 55 ngàn nữa. Nó có thể lên khoảng độ tầm 60 đến 80 nghìn là chuyện hết sức bình thường. Và tiếp theo đó chính là bạn đấy hỏi là uh, anh có dùng thêm uh, quẩy hay là dùng thêm cái món gì đó nữa không? Thì trong trường hợp của mình là mình không dùng quẩy Nhưng mà nếu mà trong trường hợp một người khác mà người ta thích ăn quẩy ấy, Thì tự nhiên sẽ tăng được khoảng độ tầm 5 hoặc đến 10.000 doanh số nữa Và cuối cùng đó chính là nước à, Sau khi mà hỏi xong mấy cái, cái kia Thì người ta hỏi là anh dùng nước ngô, bò húc hay là coca Đấy hỏi mấy món đấy Thì mình sẽ chọn một là chọn nước ngô Và thông qua câu hỏi đơn giản như vậy Cửa hàng này đã tăng doanh số lên đến 27% Từ 55.000 lên 70.000 và trong trường hợp của mình là như vậy Chứ nếu mà trong trường hợp của những người khác thì sao Người ta sẽ sử dụng tô đặc biệt Người ta sẽ sử dụng thêm quẩy Người ta cũng sẽ sử dụng thêm nước giống như mình Thì hóa đơn nó không phải là 70.000 nữa Mà hóa đơn nó có thể lên khoảng độ tầm 80, 90 hoặc cả trăm ngàn đồng Trên một người Và đây là trên một người nhá Và các bạn cứ thử nhân ra Một ngày người ta có thể bán từ 100 cho đến vài trăm suất như vậy Và nhân ra một tháng Và nhân ra một năm thì doanh số nó thật sự quá khủng khiếp chỉ dựa vào đúng một câu hỏi rất đơn giản và với cái cách làm của cái cửa hàng bún bò huế này thì chúng ta có thể hoàn toàn áp dụng vào trong công việc kinh doanh của mỗi người mình ví dụ đi một cửa hàng nhậu đi thì mùa hè này các bạn có bán bia đúng không thì các bạn thay vì bán bia cho họ thì các bạn hãy đặt thêm lạc ở trên bàn đặt thêm giò ở trên bàn đặt thêm bánh đa ở trên bàn cái việc người ta ăn ấy, thì người ta trả tiền còn người ta không ăn thì không phải trả tiền nhưng khi mà các bạn đặt lên như vậy ấy, thì tự nhiên nó kích thích cái cái nhu cầu và cái mong muốn được ăn tại vì khi mà mình đi vào sài gòn ấy, thì mình thấy là những cái quán trong sài gòn người ta rất là hay phục vụ theo kiểu như thế người ta đặt khăn ướt ở đấy không dùng khăn khô như này đâu ở đấy ở trong sài gòn không hề dùng khăn khô như thế này mà họ dùng khăn ướt khăn ướt là năm ngàn sau đó thì đặt những cái cái bánh giò ấy, và đặt bánh đa nói chung là đặt rất nhiều các cái mặt hàng kinh doanh ở trên mặt bàn cái việc mình ăn thì ok trả tiền còn việc không ăn thì vẫn ở đấy nhưng mà dựa vào một cách nho nhỏ như thế thôi thì doanh số của cửa hàng đó mình tin chắc nó có thể lên khoảng độ tầm 10 đến 30 phần trăm một tháng là điều rất dễ xảy ra và đó đó là một cái ví dụ cơ bản thôi còn không biết là công việc kinh doanh của các bạn là làm cái công việc kinh doanh gì nhưng mà với cái công thức hai chọn một như thế thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng vào trong cái mô hình kinh doanh và công việc kinh doanh của các bạn và nếu các bạn thấy cái công thức hai chọn một này hay thì có thể áp dụng nhá và nếu có kết quả tốt thì có thể comment lại để mình có thể biết được là cái công thức này có hiệu quả với một ai đó